Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Việc Làm Nam Bộ, cổng thông tin việc làm hàng đầu khu vực phía Nam. Hôm nay, Việc Làm Nam Bộ sẽ giới thiệu đến các bạn việc làm của công ty cổ phần nhựa Bình Minh, khu công nghiệp Xóm Thần 1, tỉnh Bình Dương. Để tìm kiếm việc làm khu công nghiệp Xóm Thần, tỉnh Bình Dương nhanh nhất, các bạn chỉ cần thực hiện với hai bước đơn giản sau. Bước 1, các bạn truy cập vào website việclamnambo.vn. Bước 2, chọn mục Bình Dương trên thanh menu, sau đó bấm nút sổ xuống và chọn khu công nghiệp Xóm Thần. Khu công nghiệp Xóm Thần 1 là khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Bình Dương, được hình thành từ năm 1995 với diện tích 180 hectare, tọa lạc tại phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Có vị trí địa lý vô cùng thuận lợi, cách cảng Sài Gòn và Tân Cảng 12 km, cảng Vũng Tàu 100 km, cách sân bay Tân Sơn Nhất 15 km, giáp với tuyến đường sắt Bắc Nam ở phía đông, gần ga Xóm Thần, cách trung tâm kinh tế văn hóa xã hội thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Biên Hòa 15 km, thành phố Vũng Tàu 100 km. Khu công nghiệp Xóm Thần 1 với tổng vốn đầu tư 245,1 tỷ đồng, diện tích đất công nghiệp cho thuê 139,71 hectare, đất dịch vụ 12,038 hectare, hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, nhà máy xử lý nước thải tập trung, tổng công suất 8.400 mét khối ngày đêm, tổng vốn đầu tư đã thực hiện 195,527 tỷ đồng, diện tích đất đã cho thuê lại 139,71 hectare, đạt tỷ lệ lấp kín 100%. Khu công nghiệp thu hút các ngành nghề cơ khí chế tạo, máy móc thiết bị, công nghiệp nhẹ, dệt may, da giày, chế biến gỗ, công nghiệp thực phẩm, đồ uống, vật liệu xây dựng, kho bãi, điện, điện tử. Hiện nay, có 52 công ty hoạt động tại khu công nghiệp Xóm Thần 1 đến từ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Tiêu biểu như các công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật và xây dựng Covis, Công ty trách nhiệm hữu hạn ETT Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Plantation Grown Timber Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nippon Hoist Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Xuân Hồng, chi nhánh Công ty cổ phần nhựa Bình Minh. Hơn 20 năm qua, khu công nghiệp Xóm Thần 1 cùng với các khu công nghiệp trong tỉnh đã giúp đời sống người dân tỉnh Bình Dương được cải thiện. Hầu hết bà con ở vùng giải tỏa đều có một cuộc sống mới ổn định, khấm khá. Nhiều khu đô thị mới được hình thành. Ở nhiều nơi, người nông dân dù ly nông nhưng không phải ly hương, nhờ các khu công nghiệp đã mở ra nhiều hướng làm ăn như buôn bán, xây phòng trọ cho thuê và kinh doanh nhiều dịch vụ khác. Hy vọng rằng trong tương lai, khu công nghiệp Xóm Thần 1 cùng với các khu công nghiệp trong tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng đưa Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2020. Công ty cổ phần nhựa Bình Minh có trụ sở chính đặt tại 240 đường Hậu Giang, phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty có hai nhà máy trực thuộc. Nhà máy thứ nhất ở địa chỉ 240 Hậu Giang, phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà máy 2 ở địa chỉ số 7, đường số 2, khu công nghiệp Xóm Thần 1, Dĩ An, Bình Dương. Công ty cổ phần nhựa Bình Minh là một trong những doanh nghiệp nhựa hàng đầu và có uy tín lớn trong ngành công nghiệp nhựa Việt Nam, chuyên sản xuất các sản phẩm ống PVC cứng, PEHD, ống gân và ống trơn, phụ tùng ống, bình phun thuốc trừ sâu, nón bảo hộ lao động và các sản phẩm nhựa kỹ thuật khác. Các sản phẩm nhựa được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427-1996, TCVN 7305-2003, PS 3505-1968 trên các dây chuyền thiết bị hiện đại của các hãng nổi tiếng như Cromafia, Cincinnatic, Cromax. Với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 và đội ngũ cán bộ nhân viên lành nghề, có trình độ, có tâm huyết đang là ưu thế cạnh tranh đáng kể của nhựa Bình Minh trên thương trường. Nhựa Bình Minh đã đạt được sự tín nhiệm cao của khách hàng trong và ngoài nước. Nhựa Bình Minh đã đạt được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, giải thưởng Sao Vàng Đất Việt dành cho thương hiệu nhựa Bình Minh. Sản phẩm nhựa Bình Minh liên tục được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao từ năm 1996 đến nay. Hiện nay, tại nhà máy số 2, tại địa chỉ số 7, đường số 2, khu công nghiệp Xóm Thần 1, Dĩ An, Bình Dương đang có nhu cầu tuyển dụng 30 công nhân sản xuất. Yêu cầu công việc vô cùng đơn giản.
giới tính, nam, độ tuổi, từ 18 đến 35 tuổi, trình độ 12/12, có sức khỏe tốt, thời gian làm việc theo ca. Về chế độ đãi ngộ, mức lương từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng, cộng phụ cấp ca đêm 35%, cộng cơm giữa ca, cộng bồi dưỡng, hưởng chế độ bảo hiểm và tăng lương theo định kỳ quy định của công ty. Công việc ổn định lâu dài, được trang bị bảo hộ lao động, được đào tạo để nâng cao nghiệp vụ, bồi dưỡng bằng hiện vật theo quy định, môi trường làm việc năng động và thân thiện. Tiếp theo là phần yêu cầu cho hồ sơ xin việc, các bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau: đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe, các bằng cấp có liên quan, phỏng vấn đi làm ngay. Hồ sơ gửi về: bà Thanh Bình, văn phòng nhà máy, số 7, đường số 2, khu công nghiệp Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương, số điện thoại 028 3896 8465 hoặc ông Quang Vinh, phòng nhân sự, số 240 Hậu Giang, phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 028 3969 0973. Trên đây, Việc Làm Nam Bộ đã giới thiệu tới các bạn việc làm của công ty cổ phần nhựa Bình Minh, khu công nghiệp Sóng Thần 1, Bình Dương. Hy vọng sẽ là thông tin tham khảo hữu ích, giúp đỡ được phần nào các bạn trong quá trình tìm việc. Để theo dõi được chi tiết công việc hơn và xem được nhiều việc làm hấp dẫn khác, mời các bạn truy cập vào website việclamnambo.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này của Việc Làm Nam Bộ. Chúc các bạn sớm tìm được một công việc tốt, phù hợp với bản thân mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video việc làm tiếp theo. Đừng quên subscribe kênh YouTube Việc Làm Nam Bộ để cập nhật những tin tức việc làm mới nhất, nhanh chóng và chính xác nhất.